Ôn luyện về dấu câu Một la mã Tổng kết về dấu câu Dựa vào các bài đã học về dấu câu ở các lớp 6, 7, 8 Lập bản tổng kết về dấu câu theo mẫu dưới sau Dấu câu Công dụng Hai la mã Các lỗi thường gặp về dấu câu một Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc Xét ví dụ sau và trả lời câu hỏi. Tác phẩm Lão Hạt làm em vô cùng xúc động trong xã hội cũ. Biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực như Lão Hạt. Ví dụ trên thiếu dấu ngắt câu ở chỗ nào, nên dùng dấu gì để kết thúc câu ở chỗ đó. 2. Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc. Xét ví dụ sau và trả lời câu hỏi. Thời còn trẻ học ở trường này, ông là học sinh xuất sắc nhất. Dùng dấu chấm sau từ này là đúng hay sai? Vì sao? Ở chỗ này nên dùng dấu gì? 3. Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết. Xét ví dụ dưới đây và trả lời câu hỏi. Cam quýt bưởi xoài là đặc sản của vùng này. Câu này thiếu dấu gì để phân biệt ranh giới giữa các thành phần đồng chức? Hãy đặt dấu đó vào chỗ thích hợp. 4. Lẫn lộn công dụng của các dấu câu. Xét ví dụ dưới đây và trả lời câu hỏi. Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đừng bấm mặt tôi lúc này đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu thứ nhất và dấu chấm ở cuối câu thứ hai trong đoạn văn này đã đúng chưa vì sao ở các vị trí đó nên dùng dấu gì ghi nhớ khi viết cần tránh các lỗi sau đây về dấu câu thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết lẫn lộn công dụng của các dấu câu. Ba la mã, luyện tập. Một, chép đoạn văn dưới đây vào vở bài tập và điền dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn. Con chó cái nằm ở gầm phản, bỗng chốc phải đuôi rối rít. Ngoặc đơn, tỏ ra dáng bộ vui mừng. Ngoặc đơn, anh dậu lưỡi thử từ cổng tiến vào với cả vẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tù tội. Ngoạc đơn Cái tí Ngoạc đơn Thằng dần cũng phổ thay reo Ngoạc đơn Ngoạc đơn a à, đơn Thầy đã về Ngoạc đơn a à, đơn Thầy đã về Ngoạc đơn mặc kệ chúng nó. Ngoặc đơn, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa. Ngoặc đơn, nặng nhọc chống tay vào gối và bước lên thềm. Ngoặc đơn, rồi lão đảo đi đến cạnh phản. Ngoặc đơn, anh ta lăn cần lên trên chiếc chiếu rách. Ngoặc đơn, ngoài đình, ngoặc đơn, mỏ đập trang chát, ngoặc đơn, trống cái đánh thùng thùng, ngoặc đơn. Tù và thổi như ếch kêu, ngoặt đơn. Chị dậu ôm con vào ngồi bên phản, ngoặt đơn, sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi, ngoặt đơn. Ngoặt đơn, thế nào? Ngoặt đơn, thầy em có mệt lắm không? Ngoặt đơn, sao chậm về thế? Ngoặt đơn, trán đã nóng lên đây mà. Ngoặt đơn, theo ngô tốt tố, tắt đèn. 2. Phát hiện lỗi về dấu câu trong các đoạn sau đây và thay vào đó các dấu câu thích hợp. Có điều chỉnh chữ viết hoa trong trường hợp cần thiết. A. À, sao mãi tới giờ anh mới về? Phải. Mẹ ở nhà chờ anh mãi. Chấm. Mẹ dặn là... Hai chấm mở ngoặc kép. Anh phải làm xong bài tập trong chiều nay. Chấm. Đóng ngoặc kép. Chấm b từ xưa trong cuộc sống lao động và sản xuất nhân dân ta có truyền thống thương yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn gian khổ chấm vì vậy có câu tục ngữ lá lành đùm lá rách chấm c mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng chấm nhưng tôi vẫn không quên được những kỷ niệm êm đềm thời học sinh chấm